Đi về đâu Hải Dương? Dạ. Mày đi xe khách nào mà nó thả đây? Em cái xe khách đấy, cái đấy là xe ngay chỗ ấy. À, nó lừa mày đúng không? Đúng rồi. Như nó lừa cái, mày. Cái dạng xe đấy. Đấy rồi, móng cái gì nó lừa mày là về qua Hải Dương đúng không? Vâng. Nhưng mà nó không qua Hải Dương, nó thả mày trên đường cao tốc đúng không? Nó lúc đầu thì đi nó bảo là 100 thôi xong rồi. Nó lấy bao nhiêu? Nó lấy 400. Nó lấy 400? Vâng, thì em mới xuống, em mất 150 cho nó em mới được xuống. À, mất 150 nó mới cho xuống á? Nó đòi 200 nhưng mà em hết tiền em cho nó 150. Thế mày biết nhà xe tên gì không? Em không biết này. Không biết tên gì chứ? Vâng. Má bọn này bố láo nhá. Em về chỗ nào Hải Dương? Em về Phúc Điền ạ. Phúc Điền thì không có xe bây giờ. Bây giờ lên đây nhá, anh chỉ bắt mày cho mày xe buýt mày về đến bến xe Gia Lâm. Vâng ạ. À mày về đến không cần đến trên xe Gia Lâm đâu. Mày về đến đường 5 ấy là mày xuống. Mày hiểu không? Mày kêu cho cháu xuống đường 5 để cháu bắt xe về không có đường là mày cũng giả chỗ ngay hiểu vòng vòng xoay ra bến xe Gia Lâm đường 5 ấy. Thì kêu cho cháu xuống vòng xoay đấy là mày bắt xe buýt mày tiếp tục mày về Hải Dương, hiểu chưa? Đấy, chứ đây là bây giờ ở đây là chờ rồi, hiểu chưa? Vâng. Mấy thằng xe này rất chi vô láo nhá. Thế là đòi lấy mày 400 luôn à? Vâng. Có anh kiểu thu tiền thì có một anh chị kiểu vợ chồng hay xong rồi. À. Nó mày không nhớ số xe à? Em không nhớ. Không nhớ. Thôi anh đòi ra anh đấy xe buýt cho mày rồi mày bắt về nhá. Vâng. Chứ mày không có tiền đâu mày đi được đâu nhá. Vâng. Đây, anh bắt xe buýt cho mày nhá. Vâng. Em cảm ơn anh nhiều rồi. Ok em nhá.